Theo đó, gần 90 đường bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines đều có ưu đãi lớn, bao gồm những điểm đến đặc biệt hấp dẫn vào mùa thu và dịp cuối năm như Đà Lạt, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Nga. Mức giá chưa bao gồm thuế phí đi quốc tế thấp nhất là 9 đô la Mỹ khứ hồi cho hành trình bay giữa Hà Nội và Yangon của Myanmar, mức giá 299.000 đồng một chiều cho nhiều hành trình nội địa giữa Hà Nội Chu Lai, Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Chương trình áp dụng cho khách mua vé tại phòng vé, đại lý, website, ứng dụng di động Vietnam Airlines trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 đến 28 tháng 8 năm 2019.